Ngày 6 tháng 3, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bắt giam Hoàng Đình Tuấn, sinh năm 1984, ở Thanh Hóa để điều tra về tội đánh bạc. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định. Hoàng Đình Tuấn, thường được gọi là Tuấn Phỏ Mã hay Tuấn Phỏ Mã 36, trước là một tài xế ô tô. Hơn một năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Trên mạng xã hội Facebook, TikTok hay YouTube xuất hiện nhiều clip của Tuấn Phỏ Mã hay Tuấn 36. Tuấn chuyên quay các video, cách né cảnh sát giao thông và giải thích về luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, nhiều clip của Tuấn Phỏ Mã cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường. Đáng nói, trên các clip, khi thấy sự xuất hiện của Tuấn Phỏ Mã, nhiều tổ, đội cảnh sát giao thông lại ngay lập tức bỏ qua vi phạm. Thậm chí có cả hình ảnh tổ công tác đang đứng làm nhiệm vụ, nhưng thấy xe của Tuấn Phỏ Mã đi qua, liền vội thu bàn ghế chuyển đi nơi khác. Sau gần một ngày nghị án, chiều 6 tháng 3, Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo Trương Quang Việt, cựu giám đốc CDC Hà Nội và Lê Minh Tuyến, cựu trưởng phòng tài chính CDC Hà Nội về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước khi hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Lê Minh Tuyến cho biết đã nộp thêm 80 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn, hơn 9 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhà nước. Trong đó, bị cáo Trương Quang Việt có vai trò cao hơn, dẫn dắt, còn bị cáo Tuyến giúp sức tích cực. Hội đồng xét xử cho biết các bị cáo có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng. Do đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Quang Việt 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng. Bị cáo Lê Minh Tuyến 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang điều tra vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa vào tháng 10 năm 2023. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an đã thu giữ 16 phương tiện Honda Dream không rõ chủ sở hữu. Công an quận Đống Đa thông báo ai là chủ sở hữu hoặc người liên quan đến các phương tiện trên, liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, hoặc liên hệ đại úy Nguyễn Văn Sơn, cán bộ đội cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa, số điện thoại 0366 505 512 để phối hợp giải quyết theo quy định. Ngày 6 tháng 3, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vào 15 giờ ngày 4 tháng 3, đồn biên phòng Ngư Thủy nhận được tin báo của một người dân ở xã Ngư Thủy Bắc. Trong quá trình đi nhặt ve chai, một người dân đã phát hiện tại bờ biển thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc có một bao nhựa màu đen. Bên trong có 20 bánh chứa tinh thể màu trắng, hình chữ nhật, có hình dạng kích thước giống nhau, nghi là ma túy. Sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Ngư Thủy đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường tiếp cận, thu gom toàn bộ số tang vật trên, đưa về đồn xử lý. Qua kiểm tra, mỗi gói có khối lượng hơn 1 kg. Tiến hành test nhanh số vật thể này dương tính với ma túy dạng cocaine. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo đồn biên phòng Ngư Thủy tiến hành tiếp nhận, thu giữ, điều tra xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo đồn biên phòng Ngư Thủy và các đồn biên phòng tuyến biển, hải đội 2 tổ chức lực lượng tuần tra dọc bờ biển để kịp thời phát hiện số ma túy trôi dạt còn lại nếu có. Thưa quý vị, mặc dù Công an thành phố đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp mạnh nhằm kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, nhưng trên thực tế, diễn biến tình hình tội phạm trong giới trẻ vẫn phức tạp, nổi cộm, nhất là số vụ việc thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng và tình trạng mua bán, sử dụng bóng cười vẫn tiếp diễn. Đây là gần 20 đối tượng thanh thiếu niên liên quan đến vụ ẩu đả trên phố Lò Đúc hôm 3 tháng 3 vừa qua, đang bị Công an quận Hai Bà Trưng xem xét xử lý. Các đối tượng đều rất trẻ nhưng lại có hành vi manh động, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự trên địa bàn. Công an thành phố cho biết, năm 2023 đã điều tra 80 vụ là học sinh, sinh viên thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như tụ tập điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí. Trong đó có 418 học sinh tại các trường, chiếm 32,1%. Lãnh đạo Công an thành phố nêu rõ,
Tình hình này là đáng báo động, vì dù đã tăng cường việc tuyên truyền phổ biến pháp luật vào nhà trường, nhưng tỷ lệ học sinh, sinh viên vi phạm vẫn tăng. Cái việc quản lý giữa gia đình, nhà trường và xã hội vẫn còn có nhiều cái chưa đồng nhất, vẫn là giao phó cho việc của lực lượng công an. Đợt tới này thì cũng phải thực hiện theo cái điều 5, điều 6 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Rồi công an thành phố cũng đã kiến nghị để phải xử lý đối với những trường hợp nhà trường, rồi giáo viên, quản lý học sinh, sinh viên hư để xếp vào thi đua, cũng như là ban chỉ đạo của xã, phường và thị trấn và quận, huyện, thị xã ở khu dân cư có những con em và vi phạm. Và đợt tới này, công an thành phố sẽ tiếp tục xử lý mạnh đối với những các loại tội phạm này. Về vấn đề này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đã có nhiều giải pháp cụ thể, thực hiện tốt quy chế phối hợp với công an thành phố để chủ động phòng ngừa vi phạm liên quan đến an ninh trật tự của học sinh, sinh viên. Những giải pháp kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội sẽ tiếp tục được cơ quan quản lý và các cơ sở trường học tăng cường hơn trong thời gian tới. Chúng tôi phối hợp với công an xây dựng quy chế, xây dựng kế hoạch. Trong quy chế, trong kế hoạch có rất nhiều những cái nội dung để quán triệt tới nhà trường. Tuy nhiên ở trong nhà trường thì mỗi một nhà trường lại có một cái sự sáng tạo riêng, mỗi một nhà trường lại có một cái biện pháp riêng và mỗi một nhà trường lại có những cái giải pháp riêng và có những cái giải pháp rất là tích cực. Thậm chí có những cái chuyên đề mà thành phố đưa ra để thực hiện thì các nhà trường họ đã triển khai rồi, họ đã áp dụng rồi. Ví dụ như là về phòng cháy chữa cháy, ví dụ như là an toàn mạng, ví dụ như là phòng chống bạo lực học đường, phòng chống mại dâm, ma túy. Nhiều trường, nhiều cơ sở họ làm rất tốt. Họ chủ động bởi vì họ nắm bắt được tình hình cũng như chúng tôi. Và họ mong muốn là trong cơ sở giáo dục của mình làm sao mà cái việc mà đảm bảo an toàn trường học, an toàn cho học sinh, cho giáo viên phải đặt lên trên hàng đầu. Trước thực trạng kinh doanh và sử dụng bóng cười diễn biến phức tạp trong thanh thiếu niên, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đề nghị cần có biện pháp quản lý hiệu quả để giải quyết triệt đề. Công an thành phố cũng đã nhận diện là bóng cười, cái khí N2O, là cái khí đó là chất gây nghiện. Thế nhưng công an thành phố cũng đã kiến nghị với Bộ Công an để kiến nghị với các bộ ngành để đưa vào quản lý về tiền chất thì mới xử lý chế tài hình sự được, thì mới dứt điểm được. Bởi vì cái khí cười này là gây ra nghiện và gây ra cái nguy hại và đặc biệt là hệ thống trung ương thần kinh. Thì cái việc này thì cũng phải tiếp tục kiến nghị với các bộ ngành phải đưa vào quản lý về tiền chất thì mới xử lý dứt điểm được với cái tình trạng bóng cười. Hiện tại, Công an Hà Nội đang tiếp tục tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự, xử lý vi phạm liên quan đến bóng cười trên toàn địa bàn. Yêu cầu đánh đúng, đánh trúng ổ nhóm, đường dây, tổ chức, đối tượng chuyên nhập lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán khí N2O sử dụng với mục đích vui chơi giải trí và mua bán vận chuyển, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, theo quy định. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.